Kính thưa quý vị, cá nóc Nhật Bản xuất hiện một cách bí ẩn ở vùng biển Crimean, tin từ Nhật Bản. Mới đây, những con cá nóc chết người của Nhật Bản đã xuất hiện một cách đầy bí ẩn ở vùng biển Crimea. Cá nóc thường được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới, tuy nhiên, nó lại bất ngờ xuất hiện trong lưới của các ngư dân ở Sevastopol. Các nhà nghiên cứu của Viện Sinh học vùng biển phía Nam ở Crimea hiện đang điều tra về những con cá nóc nhằm tìm ra nguyên nhân khiến cho chúng xuất hiện ở vùng biển Đông Âu. Theo nhà nghiên cứu Alexander Bolachev cho biết, loài cá này có thể đã bơi qua kênh đào Suez từ Ấn Độ Dương để tiến vào vùng biển Địa Trung Hải từ 10 năm trước. Cá nóc còn được người Nhật gọi là Fugu và chúng thường bơm căng cơ thể bằng nước hoặc không khí khi bị đe dọa. Khi quá trình này xảy ra, trong nội tạng của con cá sẽ chứa đầy một loại chất độc gây chết người và nguy hiểm hơn cả cyanide. Nhà nghiên cứu ở Crimea tin rằng, loài cá này hiện đang gây ra mối đe dọa đối với quần thể cá ở địa phương. Mặc dù cá nóc là một món ăn đặc biệt ở Nhật Bản, tuy nhiên các nhà hàng ở Crimea sẽ không có khả năng đưa loài cá độc này lên bàn ăn trong thời gian sắp tới. Các nhà khoa học hiện đang dự định nghiên cứu và tìm ra phương pháp mà cá nóc thích nghi được với điều kiện của Biển Đen.